Vâng, sau khi tạm biệt biển đảo Cát Hải với bộ dàn karaoke của chú Tuyên, chú quá ưng ý và mỹ mãn, thì chúng em tiếp tục đi lên ngược lên cầu Bính để sang Thủy Nguyên Hải Phòng để lắp đặt cho anh Dụ một bộ dàn karaoke với sự xuất hiện của cặp loa Weeworld G4000. Hiện tại chúng em đang di chuyển lên cầu Bính, sang bên kia cầu là đất Thủy Nguyên Hải Phòng. Và các bác và anh em lại chuẩn bị được tham quan ngôi nhà và được thưởng thức cái chất âm của bộ dàn khi phối hợp trong ngôi nhà của anh Dụ. Và các bác và anh em lại tiếp tục lên đường với anh em và trải nghiệm cái hành trình thứ hai của ngày hôm nay. Mời các bác nhé. Và một cây cầu dây văng rất đẹp. Sau một hành trình thì chúng em đã đến địa phận thôn Tây Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng. Và anh Dụ có dặn là đến nhà thờ Hữu Quan thì sẽ chờ ở đấy và anh ra đón. Và chúng em đang đỗ ở trước cửa nhà thờ Hữu Quan này. Hiện tại đang là 2 giờ chiều. Hôm nay nắng quá các bạn. Chúng em vừa ăn cơm xong và bây giờ đang chờ trong giây lát để anh Dụ ra đón. Đây, chúng em đang đến biệt thự nhà anh Dụ đây. Các bác có thể thấy là nó quá hoành tráng rồi. Nó đang trong quá trình hoàn thiện, chưa hoàn thiện xong đấy. Chúng em sẽ trang điểm cho ngôi biệt thự này một bộ dàn G4000. Vâng, một căn biệt thự đang hoàn thiện rất nguy ngô, nga và đồ sộ. Các bác có thể thấy quá hoành tráng. Vâng, chúng em đã tiến hành đấu nối xong thiết bị bộ dàn chú Dụ nhỉ, chú tên là chú Dụ đúng không? Vâng. Một cặp loa G4000 sở hữu 8 đường tiếng với bass 30, một con đẩy liền vang X22 Pro DC phiên bản mới nhất hiện nay, và một đầu thu mic không dây V321 với một loa siêu trầm Monterbat 30. Và sau đây mời các bác cùng thưởng thức một bản karaoke trên cấu hình của bộ dàn G4000. Nụ cười bật ly luôn kìa anh. Hát được để em hát bài đấy cho. Anh chọn đi. Giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau dạ đời. tưởng như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn ngàn lời. Trời ơi ai thấu trong lòng tôi, đường em đi luôn vẫn ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần, tìm đâu một lối cho mình. Tôi đành chấm nhân vẻ vàng, nhìn nàng luôn lệ mà đi, luôn lệ mà đi. Người ơi, vì tình yêu không thua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành, và tình yêu không phải như thơ một túp lều tranh hai quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, mà đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi ướt lễ nghẹn ngào, gượng cười mấy chào biệt lý. Rồi 2567 12567 12 một khu biệt thự rất là đẳng cấp, và chúng em vừa hoàn thành xong bộ dàn. Và các bác cùng em sẽ tiến vào bên trong để nghe nhạc. Em chào các bạn nhé. Các bác đang từ chất âm của bộ dàn qua một bản karaoke. Đối lời mình còn nhớ thương món xưa mình luôn vui hòa, được bao giây chín hàng dừng. Các bà có hát thử bài không? Vâng, bất kỳ ngôi nhà nào, căn biệt thự nào khi mà có thêm một bộ dàn karaoke có thể nói là rất đẹp, vừa để trưng bày và vừa để nhu cầu giải trí. Và Kênh Số thì cũng gửi lời cảm ơn đến chú rất nhiều vì đã tin tưởng và ủng hộ một bộ dàn karaoke ưng ý, và chúc cô chú sẽ giải trí vui vẻ trên bộ dàn karaoke gia đình.